Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức của cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 3 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức của cuộc sống bài 30 để thực hiện một số hoạt động trong bài mm tiết thứ hai. Đến với tiết thứ hai, chúng mình sẽ thực hành luyện tập một số bài tập sau. Chúng mình sẽ thực hiện bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta đó là a tính, đúng không? Trên màn hình chúng mình sẽ có 3 cột phép tính. Đầu tiên đó là 250 mm cộng với 100 mm thì bằng bao nhiêu mm, và 420 mm trừ cho 150 mm thì bằng bao nhiêu. Cột thứ hai chúng ta thấy là 25 mm cộng với 3 mm thì bằng bao nhiêu, và 64 mm trừ đi 15 mm thì bằng bao nhiêu. 11 mm nhân với 3 thì bằng bao nhiêu, và 50 mm chia cho 2 thì bằng bao nhiêu. Thì đây là chúng ta thấy những phép tính cộng và những phép tính trừ có kèm theo đơn vị là, à đúng rồi, mm, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dừng video và thực hiện các phép tính trên màn hình. Sau đó chúng ta có thể dừng video và quan sát đáp án. Và ở đây thì chúng ta thấy là 250 mà cộng với 100 thì là bằng, đúng rồi, 350 đơn vị là mm. Chúng ta phải kèm theo đơn vị đằng sau. 420 mm mà trừ cho 105 mm thì bằng 270 mm, đúng không? Tiếp theo chúng mình thấy 25 mm mà cộng với 3 thì bằng, đúng rồi, 28 mm. 64 mà trừ đi 15 thì sẽ bằng 49 mm. Và chúng mình sẽ đến với phép tính nhân và phép tính chia. Phép tính nhân và phép tính chia ở đây cũng có đơn vị kèm theo đó là mm, đúng không? Thì 11 mà nhân với 3 thì sẽ bằng, đúng rồi, 33 mm. 50 mà chia cho 2 thì sẽ bằng, đúng rồi, 25 mm. Và chúng ta chú ý một điều, đằng sau kết quả sẽ phải có kèm theo các đơn vị đó là mm. Chúng mình hãy kiểm tra lại và làm của chúng mình một lần nữa nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với bài tập số 3. Thật xin lỗi, bài tập số 2. Trong bài tập số 2 yêu cầu chúng ta đó là số, đúng không? Ở đây chúng mình thấy cột đầu tiên, ví dụ như bài tập mẫu ở đây đó là 16, đơn vị là mm, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ theo đường đi của số 16 đó là màu đỏ này, màu hồng này, đúng không? Và 16 mà gấp lên 5 lần, muốn gấp một số lên một số lần, chúng ta lấy số đó nhân với số lần. Vậy thì ở đây chúng mình thấy 16 mà gấp 5 lần thì chúng ta lấy 16 nhân với 5 thì đó sẽ là 80, và có đơn vị kèm theo đó là mm, đúng không? Vậy thì tương tự như thế, chúng ta thấy 68 cm giảm đi 4 lần thì là bao nhiêu cm? Tiếp theo, 15 mm giảm gấp 4 lần thì là bằng bao nhiêu mm, đúng không? Và 78 mm mà giảm đi 3 lần thì còn lại bao nhiêu mm? Nào, bây giờ chúng ta hãy dừng video và chỉ theo đường đi của các số giảm và gấp thì chúng ta sẽ có kết quả đằng sau. Ở đây chúng ta thấy, đầu tiên thì chúng ta thấy 16 mm mà gấp đi 5 lần thì sẽ bằng 80 mm, đúng không? Còn ở đây chúng ta thấy là đơn vị là gì? cm, đúng không? 68 cm mà giảm đi 4 lần thì chúng ta lấy 68 và chia cho 4 thì sẽ bằng 17, đơn vị sẽ là cm. Còn 15 mm, đúng không? Ở đây chúng ta thấy đó là gấp 4 lần thì chúng ta lấy 15 mà nhân với 4 thì sẽ bằng 60. Còn 78 mà giảm đi 3 lần thì chúng ta lấy 78 mà chia cho 3 thì sẽ bằng, đúng rồi, 26 mm.
Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2, chúng ta sẽ kiểm tra lại bài làm của chúng mình nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đến với một bài tập số 3, một bài toán có lời văn, và bài toán yêu cầu chúng ta như sau. Ốc sên đi từ nhà đến trường. Bạn ấy đã đi được 152 mm. Quãng đường còn phải đi dài 264 mm. Hỏi quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mm? Bây giờ chúng ta hãy đọc lại yêu cầu bài toán và cho thầy biết bài toán đã cho chúng mình biết điều gì và yêu cầu chúng mình làm gì. Như vậy thì nhìn vào đề bài toán đã cho chúng ta biết bạn ốc sên đi từ nhà đến trường, bạn ấy đã đi được bao nhiêu? Đúng rồi, bạn ấy đi được 152 mm. Quãng đường còn lại phải đi là bao nhiêu? Đúng rồi, quãng đường còn lại phải đi đó là 264 mm, đúng không? Và bài toán hỏi đó là, đúng rồi, quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường là dài bao nhiêu mm? À, ở đây chúng mình thấy ốc sên đã đi được 152 mét và còn lại là 264 mét chưa đi. Và bài toán hỏi là từ nhà đến trường thì còn lại là quãng đường dài bao nhiêu mm? Đầu tiên chúng mình sẽ phải tóm tắt bài toán. Và chúng ta hãy dừng video và tóm tắt bài toán nhé. Thì ở đây chúng ta có thể tóm tắt như sau. Chúng ta thấy là ốc sên đã đi đó là 152 mét đúng không? Và quãng đường phải đi tiếp đó là, à đúng rồi, 264. Và chúng ta thấy là bài toán hỏi là quãng đường còn lại là quãng đường từ nhà đến trường là dài bao nhiêu đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy quãng đường từ trường đến từ nhà đến trường thì đã đi là 152 m, thì còn lại 264 m chưa đi, thì chúng mình sẽ làm như thế nào để biết được quãng đường từ nhà đến trường? Đầu tiên chúng mình chỉ có lời giải. Lời giải ở đây thì chúng ta phải trả lời được cho câu hỏi đó là hỏi quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mm. Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Đúng rồi, quãng đường từ nhà ốc sên đến trường dài là. Vậy thì chúng mình sẽ làm phép tính gì để biết được quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường là dài bao nhiêu mm? À đúng rồi, chúng mình sẽ làm phép tính cộng đúng không? Vì là chúng ta thấy đoạn đường đã đi được là 152 mét và còn lại là 264, thì chúng ta sẽ cộng cái đoạn đi được và cái đoạn còn lại chưa đi, thì sẽ biết được quãng đường đó phải đi là bao nhiêu đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ có 152 và cộng cho 264 thì sẽ bằng 416. Đơn vị là gì? Đúng rồi, mm. Và đáp số sẽ là 416 mm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại bài làm của chúng mình xem có giống với bài làm của thầy trên màn hình hay không. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một bài toán có lời văn tiếp theo, đó là bài số 4. Cao cao tập nhảy mỗi ngày. Ngày đầu tiên cao cao nhảy xa được 12 mm. Một tuần sau thì cao cao nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Hỏi khi đó cao cao nhảy xa được bao nhiêu mm? Nào, bây giờ chúng mình cùng đọc lại yêu cầu bài toán nhé. Và sau khi đọc xong thì hãy cho thầy biết là cao cao ngày đầu tiên là nhảy xa được bao nhiêu? Đúng rồi, 12 mm. Một tuần sau thì cao cao nhảy như thế nào? Một tuần sau thì cào cào nhảy được gấp 3 lần ngày đầu tiên mà cào cào tập nhảy đúng không? Và bài toán hỏi khi đó cào cào nhảy xa được bao nhiêu mm? Bây giờ chúng mình cùng tóm tắt bài toán nhé. Ngày đầu tiên thì chúng ta thấy là 12, ở đây là 12 mm đúng không? Đơn vị là mm, thầy cho một quãng là một đoạn thẳng 12 mm. Vậy thì một tuần sau cào cào nhảy như thế nào? À đúng rồi, gấp 3 lần thì chúng ta thấy là gấp 3 cái đoạn thẳng này lên đúng không? 1, 2, 3, một tuần sau thì gấp 3 lên. Và bài toán yêu cầu chúng mình tìm xem là khi đó cao cao nhảy xa được bao nhiêu mm đúng không? Vậy thì nhìn vào sơ đồ bài toán chúng mình có giải được bài toán này không? Chúng ta hãy dừng video và giải bài tập này. Lời giải thì chúng ta phải trả lời được cho câu hỏi đó là
Hỏi khi đó cào cào nhảy xa được bao nhiêu mm, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? À đúng rồi, ở đây chúng ta có sẽ có lời văn đó là sau một tuần cào cào nhảy xa số mm là. Thì ở đây chúng ta thấy là một ngày đầu tiên thì 12 mm, một tuần sau thì gấp 3 lần, vậy chúng ta sẽ làm phép tính gì? Đúng rồi, chúng mình sẽ làm phép tính nhân đúng không? 12 nhân với 3 thì sẽ bằng 36 đơn vị là mm. Và đáp số là một tuần sau cào cào sẽ nhảy được là 36 mm. Chúng ta sẽ kiểm tra lại bài làm của chúng mình. Và như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài mm tiết thứ hai. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.